Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 179, bộ truyện Nhân đạo đại thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân đạo đại thánh tập 179. Mấy huyết tộc còn lại đều bị đưa ra dưới chỉ thị của tiểu y tiên mỗi tu sĩ trong coi đều chịu trách nhiệm khống chế để cho bọn hắn không thể nào đồng đậy nhìn nữ nhân xinh đẹp như hoa trước mặt huyết tộc đều lộ ra khinh thường thủ đoạn tàn khốc của hoàng lương cũng không thể hàng phục bọn hắn một nữ nhân khí chất ôn nhu như nước vậy thì có thể làm gì tiểu y tiên dạo bước đến trước mặt một huyết tộc nhẹ nhàng mở miệng nói hai ngày nay ta dành thời gian nghiên cứu một vài thi thể của huyết tộc, phát hiện ra cấu tạo của huyết tộc và tu sĩ Long Đằng không có gì khác nhau quá lớn. Bọn họ cũng có máu thịt, bị thương sẽ chảy máu, bị thương nặng sẽ chết. Tuy bọn họ là khách từ bên ngoài tới, nhưng hiện tại xem ra chỉ là một thế giới khác với Long Đằng giới mà thôi. Thay ngán ra cực kỳ tương tự với chủng tộc chúng ta, nhưng mà lại có chút khác biệt trong lúc nói chuyện nàng bỗng nhiên đưa tay điểm tới trên người huyết tộc ngay trước mặt một tia hàng quang lóe lên rồi biến mất đám người lục diệp đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng tia sáng lạnh lóe lên kia rõ ràng là một cây châm còn nhỏ hơn lông tóc ngón tay tiểu uy tiên rung rung không ngừng bắn qua các vị trí trên người huyết tộc từng cây châm nhỏ bị nàng bắn vào trong thân thể huyết tộc thần sắc huyết tộc này không thay đổi chỉ luôn nhíu mày Người đang làm gì? Hắn có thể cảm giác trong cơ thể mình có thêm một số dị vật, nhưng không có cảm giác khó chịu nào. Cho nên hắn căn bản không hiểu được rốt cuộc là tiểu y tiên đang làm gì. Người đừng vội. Tiểu y tiên mỉm cười với hắn, sau đó đi tới trước mặt huyết tộc thứ hai. Bàn tay ngọc lại rung lên. Trong cơ thể huyết tộc thứ hai cũng nhanh chóng có rất nhiều châm nhỏ. Liên tiếp thi triển như vậy, huyết tộc còn sống đều bị nàng gieo xuống thủ đoạn khó hiểu. Lúc này, Tiểu Uy Tiên mới lùi về, con mắt cong cong, cười thuần lương nói với mấy huyết tộc. "Mấy người các ngươi, ai mở miệng trước thì người đó có thể chết thống khoái." Mấy huyết tộc đều hừ lạnh cười nhạo, huyết tộc đầu tiên càng mỉ mai. "Đừng có mơ." đừng nói chuyện tuyệt đối như vậy nha. Giọng điệu mềm mại kia không giống như là đang đe dọa kẻ địch, ngược lại giống như đang làm nũng với người ta. Mà ngay khi nàng vừa nói xong câu này, huyết tộc đầu tiên bị nàng gieo xuống thủ đoạn, bỗng biến sắc. Cả người giống như bị tra tấn, đau đớn không thể tưởng, chợt kêu thảm một tiếng. Tiếng kêu thê lương cực kỳ, làm long đằng tu sĩ trong coi hắn cũng phải giật nảy mình ngay sau đó huyết tộc này ôm đầu quỳ rạp xuống đất trong nháy mắt hai con người tràn ngập tơ máu tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt là một tiếng hét thảm truyền ra là huyết tộc thứ hai bị gieo xuống thủ đoạn có phản ứng tiếp theo là người thứ ba người thứ tư dù đám người hoàng lương đã thấy nhiều sóng to gió lớn giờ phút này cũng không nhịn được mà tê hết da đầu vừa rồi hoàng lương dùng lôi pháp tra tấn những huyết tộc này. Hình như bọn hắn cũng không có phản ứng lớn như vậy. Tiểu uy tiên cứu mạng chữa bệnh vang danh thiên hạ này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Bất động thanh sắc liền để cho huyết tộc thừa nhận đau đớn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mấy lão tiền bối nhìn nàng đều thay đổi. Lục diệp sớm đã chuẩn bị tâm lý. Thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp, là đại mỹ nhân bình thường đều dịu dàng như nước đều sẽ có một nhân tính khác đúng là đáng sợ mà quả nhiên phe phái y tu đều thâm tàn bất lộ bọn họ hiểu được cứu người tất nhiên cũng hiểu hại người hơn bất kỳ ai lục diệp âm thầm cảnh cáo bản thân mình sau này ở cửu châu khi gặp phải y tu đối địch tuyệt đối không thể nào phớt lờ có trời mới biết bọn hắn có thủ đoạn gì không muốn người biết hay không tiếng kêu thảm thiết vang liên tục, tiếng sau cao hơn tiếng trước. Rất nhiều tu sĩ lùi tới đều nhìn về bên này, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà sau khi nhìn thấy thân ảnh của đám người hoàng lương, cũng ẩn ẩn phát giác, không có tiếng lên quấy rầy Đứng trước khốn trận, thanh âm của tiểu uy tiên lại vang lên. Nhớ cho kỹ lời ta, ta sẽ không nói với các ngươi lần thứ hai vừa giúp lời liền có hai huyết tộc tranh nhau mở miệng nói ta nói ta nói từ khi tiểu y tiên ra tay trước sau chẳng qua tốn thời gian nửa chén trà nhỏ đã khiến cho huyết tộc mà hoàng lương thúc thủ vô sách bị đánh tan phòng tuyến tâm lý trong sự tra tấn đau đớn vô biên này đám người hoàng lương đều mang nét mặt khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng tràn đầy may mắn may mắn đây là tiểu y tiên đây là tu sĩ long đằng giới nếu như huyết tộc có thủ đoạn như vậy, vậy thì đáng sợ quá rồi. Được rồi, người nói đi." Tiểu huy Thiên chỉ vào huyết tộc vừa mở miệng đầu tiên kia. "Nói hết những gì các ngươi biết về huyết tộc, huyết giới của các ngươi, đừng có giấu giếm." Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên giơ tay ấn vào ngực huyết tộc, khi nàng thu tay, trong lòng bàn tay đã có hơn 10 cây châm nhỏ cũng không phải là nàng đau lòng, chỉ là dưới sự tra tấn như vậy, căn bản tên huyết tộc kia không có cách nào mở miệng, nói ra lời nói hoàn chỉnh. Đầu đớn vô biên nhanh chóng tiêu tan, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn bên cạnh vẫn liên miên không dứt. Nhớ lại tao ngộ vừa rồi, huyết tộc kia không nhịn được rụng mình một cái, không dám chần chừ. Lúc này giọng nói khô khóc. Huyết giới, là một giới vực lưu động, lấy cướp đoạt mà sinh sống. Trong tiếng kêu gào thảm thiết khôn cùng của mấy huyết tộc khác, huyết tộc này kể lại tất cả những gì mà mình biết, quả thật không dám giấu giếm. Đồng bạn bên cạnh đều đang nghe, nếu hắn có gì giấu giếm, tất nhiên có đồng bạn chen vào nói, tới khi đó hắn lại phải thừa nhận tra tấn kinh khủng. Thời gian trôi qua, sự hiểu biết của mọi người về huyết tộc và huyết giới càng nhiều, thì vẻ mặt của bọn người Hoàng Lương lại càng ngưng trọng như nước, bởi vì tình báo mà huyết tộc để lộ ra thật là có chút không thể tưởng. Hư không minh mông không chỉ có long đằng giới, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý. Trước huyết tộc, long đằng giới từng có vật bên ngoài tới như long tọa, đã có vật từ bên ngoài tới, vậy thì nói rõ còn có giới vật khác. Huyết giới chính là một giới vật trong hư không minh mông này nhưng mà cơ bản thì giới vật sẽ cố định ở một vị trí nào đó trong hư không nhưng huyết giới lại là một giới vật lưu động mà đặc tính của toàn bộ huyết giới chính là cướp đoạt trong quá trình lưu động này nếu gặp phải giới vật khác huyết giới sẽ bám vào trên đó để cướp đoạt hút đi nội tình giới vật đó để lớn mạnh cho bản thân mỗi một thế giới đều có nội tình riêng nội tình của thế giới mạnh yếu trực tiếp liên quan tới độ mạnh yếu của sinh linh sinh tồn trong giới vực đó. Loại nội tình này cũng có thể nói là căn cơ của thế giới, là căn nguyên của thế giới. Nếu như lúc trước, lục diệp đã tiến vào bí cảnh vạn thú vực, thì nội tình của nó cũng không tính là quá mạnh, bởi vì tu sĩ sinh tồn trong đó thực lực cao nhất cũng chỉ là vân hà cảnh. Nhưng mà bí cảnh vạn thú vực cũng không phải là giới vực có nội tình yếu nhất có lẽ trong hư không mênh mông vô tận kia còn có giới vực yếu hơn. Ở bên trong những giới vực kia có lẽ đều không có văn minh sinh ra, hoặc có lẽ không có quần thể tu sĩ, cũng chỉ là một đám phàm phu tục tử. Nội tình của Long Đằng Giới chắc chắn mạnh hơn vạn thú vực, có thể lựa mạng với Cửu Châu, bởi vì nơi này từng sinh ra thần hải cảnh. Nếu một mực như vậy Long đằng Giới sẽ không có biến hóa quá lớn. Nhưng mà từ 800 năm trước, sau khi huyết giới phiêu bạc đến gần Long đằng Giới, kịch biến đã xảy ra. Cực Bắc có thêm một thiên hát, vĩnh viễn không tiêu tan. Sợ dĩ thiên hát được sinh ra chính là do huyết giới bám vào, là do lực lượng của huyết giới đã xe rách một lỗ hổng trên Long đằng Giới, giống như một con đĩa bám vào trên thân người. 800 năm nay, con đĩa huyết giới không ngừng hút lấy nội tình của long đằng giới dẫn đến nền tảng của long đằng giới không ngừng mất đi bởi vậy hạn mức tu vi cao nhất của các tu sĩ long đằng không ngừng giảm xuống từ thần hải cảnh giảm đến chân hồ cảnh từ chân hồ cảnh xuống vân hà cảnh nếu như lại qua thêm mấy trăm năm nói không chừng cũng chỉ có linh khê cảnh hút và cướp đặt nội tình của thế giới khác cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện đơn giản, động một tí là mấy trăm ngàn năm. Mặc dù chỉ cần chờ thêm mấy trăm ngàn năm nữa, nội tình của Long Đằng Giới sẽ trôi qua không còn chút nào. Dương huyết tộc vẫn xâm lấn, bởi vì bọn hắn xâm lấn thì có thể tăng nhanh quá trình cướp đoạt. Đây cũng là quy trình tiêu chuẩn cướp đoạt những giới vực khác của huyết giới và huyết tộc từ trước tới nay. Đầu tiên là huyết giới bám vào, hấp thụ nội tình, làm cho thực lực của sinh linh trong giới vực bị cướp đoạt, yếu đi. Sau đó cường thế xâm lấn, quá trình lướt qua nhanh hơn. Khi bọn hắn lựa chọn xâm lấn, giới vực bị cướp đoạt, cơ bản sẽ không có lực lượng phản kháng. Trên thực tế, nếu không phải lúc này lục dịp đã bố trí ra đại trận ở dù cốc, cứu liên quân tu sĩ Long Đằng, thì hẳn là tất cả mọi người đều đã chết trong trận chiến khi trước. Mà một khi những tu sĩ kỳ chết trận đối mặt với huyết tộc, vậy thì long đằng tu hành giới làm gì có lực lượng chống cự nhưng mà huyết tộc muốn xâm lấn giới vực khác cũng không phải là một chuyện đơn giản thiên địa có linh đặc biệt là giới vực có thể thai ngén ra quần thể tu sĩ như long đằng ý chí thiên địa có ở khắp mọi nơi có lẽ ý chí này không có linh trí nhưng khi thiên địa bị trọng thương nguy cơ sớm tối tất nhiên sẽ có một chút phản ứng đây cũng là căn nguyên anh hùng xuất thế trong thời loạn lạc. Những anh hùng đó đều gánh bác đại khí vận trong người, là ý chí thiên địa hiển lộ để đối phó với đại kiếp nạn. Khi thiên địa gặp nạn thì có thể dẫn động ý chí thiên địa, tạo ra phản ứng kịch liệt. Nếu như có ngoại địch xâm lấn, chỉ sợ càng kịch liệt hơn. Cho nên, huyết tộc muốn xâm lấn giới vực khác, nhất định phải có nội ứng, nếu không có nội ứng, bọn họ không cách nào cưỡng ép giáng lâm. Ở Long Đằng Giới, thiên hát giáo đã phát huy tác dụng như vậy. Giáo chủ thiên hát giáo thiên thánh mấy chục năm như một, ở dưới thiên hát lĩnh hội bí mật của thiên hát, bởi vậy có một ít liên hệ không muốn người biết với huyết tộc. Huyết hạ đại trận chính là do huyết tộc truyền thụ xuống, dùng để tiếp dẫn huyết tộc Giáng Lâm xuống giới này. Dù vậy, sau khi huyết tộc Giáng Lâm Long Đằng Giới cũng bị vùng thiên địa này ảnh hưởng cho dù là huyết tộc chân hồ cảnh ở long đằng giới bên này cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực đỉnh phong của vân hạ cảnh điểm này giống như quy tắc của linh khê chiến trường ở cửu châu áp chế của thiên địa không phải là thứ có thể chống lại được chỉ có thiên địa giống nhau mới có thể đối kháng bây giờ huyết tộc đã xâm lấn sợ dĩ hai ngày nay bọn hắn không có bất kỳ động tác càng không ngóc đầu trở lại không phải là bọn hắn không muốn báo thù cho tộc nhân đã chết mà là có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Bọn hắn đang xây dựng tế đàn đặc thù, dẫn dắt huyết giới tới đây. Một khi huyết giới hoàn toàn hàng lâm, như vậy nội tình của Long Đằng Giới sẽ bị cướp đạt sạch sẽ chỉ trong thời gian cực ngắn. Tới khi đó thù hận gì cũng có thể báo được. Mục tiêu của huyết tộc từ đầu cho tới cuối đều là Long Đằng Giới, một phương giới vật mà không phải là tu sĩ Long Đằng Giới trước đó truy sát cũng chỉ là vì suy yếu lực lượng phản kháng của long đằng giới đuổi giết không có kết quả mà lại tổn thất thảm trọng huyết tộc bên kia dứt khoát không quan tâm hơn nữa chuyện như đã thông hai giới cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng cho dù có nội ứng thiên hát giáo bố trí huyết hà đại trận làm vật dẫn nhóm huyết tộc đầu tiên có thể tiến vào long đằng giới cũng sẽ không quá nhiều cho nên hiện nay huyết tộc phải làm chính là nhanh chóng chế tạo tế đàn dẫn dắt dẫn dắt huyết giới phủ xuống, đồng thời cũng có thể dẫn dắt càng nhiều tộc nhân đến. Một khi bên huyết tộc hoàn thành kế hoạch, như vậy long đằng giới bị diệt chỉ là chuyện trong sớm tối. Trong tiếng kêu gào khản cả giọng của mấy huyết tộc bên cạnh, huyết tộc được tiểu uy tiên chỉ ra, nói hết thảy những gì mà mình biết. Sự tình nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Vốn dĩ, phe mình nắm giữ tình báo có hạn, đám người Hoàng Lương chỉ cho rằng huyết tộc Giáng Lâm là ngoại địch xâm lấn. Nếu như vậy, chỉ cần nghĩ biện pháp đánh tan địch nhân là được rồi. Nhưng bây giờ xem ra, cái này không đơn thuần là kẻ thù bên ngoài là chủng tộc huyết tộc này xâm lấn. Nguy cơ lớn hơn đến từ sự cướp đoạt của huyết giới. Đây là tai nạn nhằm vào một giới vực. Hơn nữa, chuyện phát sinh quá đột ngột. Đột nhiên, khiến cho Long Đằng Giới không có chút nào chuẩn bị Tuy trước đó có tin tức truyền đi từ các con đường, trên cơ bản tất cả tu sĩ đều biết về kẻ thù bên ngoài là huyết tộc này, nhưng mà tình huống thật sự chỉ có vài người ở đây biết. Việc này trọng đại, ta cần phải chiêu cáo thiên hạ. Nét mặt của viên thường tồn ngưng trọng. Phải để các tu sĩ Long Đằng biết mình đang đối mặt với kẻ địch ra sao, đối mặt với tình huống như nào. Như vậy các tu sĩ mới có thể biết được đối mặt với huyết tộc, bên mình không có bất kỳ đường lui, bất kỳ lùi bước nào cũng chỉ có thể khiến cho mình vạn kiếp bất phục. Trong hai ngày này, toàn bộ Long Đằng Giới có rất nhiều tu sĩ dưới sự hiệu triệu của ba đại tông môn bá chủ chạy về phương Bắc, chuẩn bị cùng chống địch. Nhưng cũng có một số người có dụng tâm khác muốn đầu nhập vào huyết tộc. Theo bọn họ nghĩ, thiên hát giáo có thể đầu nhập vào huyết tộc, bọn họ đương nhiên cũng có thể huyết tộc đã thể hiện ra lực lượng cực kỳ cường đại. Đường ra thiên thánh tìm được cho Long Đằng Giới có lẽ không bết bát như trong tưởng tượng. Nhưng nếu, nhưng nếu để những người này biết được kế hoạch chân chính của huyết tộc, bọn họ chưa chắc đã nghĩ như vậy. Hoàng Lương và quản Tịnh Đại Sư đều gật đầu. Tình báo quan trọng như vậy, hai người đương nhiên sẽ không giấu giếm không những không giấu mà còn phải tận khả năng khuếch tán tin này ra. Phải nhanh hơn chút, Hoàng Lương lo lắng nói, động tác của chúng ta nhất định phải nhanh hơn huyết tộc, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn hoàn thành tế đàn dẫn dắt, một khi hoàn thành, Long Đằng chắc chắn sẽ chết. Vốn dĩ có đại trận dược cốc, Long Đằng giới tất nhiên có tiền tuyến để đối kháng huyết tộc, nhưng mà hôm nay xem ra, đại trận dược cốc đã không phát huy ra tác dụng quá lớn. Bình Long đằng giới không có tư cách bị động phòng thủ, nhất định phải chủ động xuất kích. Cho dù là dùng mạng người để lấp, cũng phải ngăn cản kế hoạch kiến tạo tế đàn của huyết tộc. Ngay khi ba người đang nói chuyện, hư không phương xa dường như lại có dị biến. Mọi người như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về thiên hát. Chỉ thấy trong thiên hát vắt ngang hư không to lớn, huyết quang nồng đậm, như có một dòng sông máu trút xuống. Một huyết tộc đang kêu gào, đột nhiên phát ra tiếng cười khàn khạc. Tiếp viện của huyết tộc ta đã tới. Các người chết chắc rồi. Tiểu y tiên quay đầu nhìn về hắn ta, giơ tay đánh ra mấy cây phi châm đâm vào trong cơ thể của huyết tộc này, khiến cho tiếng kêu thảm thiết vốn đã thê lương của hắn lại càng thêm bi thảm. Mấy huyết tộc khác thấy vậy đều tràn đầy sợ hãi. Chỉ cảm thấy nữ nhân nhân tộc này còn kinh khủng hơn tất cả sinh linh mà bọn hắn từng thấy. Mọi người vốn không rõ ràng lắm dị biến bên kia của thiên hát, rốt cuộc là gì. Nhưng sau khi nghe huyết tộc nói, lập tức hiểu được, sự tình khó càng thêm khó đã xảy ra. Số lượng huyết tộc đầu tiên giáng xuống long đằng không nhiều. Trận chiến ở dược cốc tử thương thảm trọng nếu khi đó long đằng giới bên này dùng lực lượng một giới tấn công mạnh mẽ, chưa chắc không thể đánh lui huyết tộc gián lầm. nhưng bây giờ huyết tộc được tiếp viện, muốn đạt được việc này sẽ rất khó khăn. nhất thời đám người hoàng lương vô cùng ảo não. nhưng nghĩ lại, cho dù trước đó chỉ biết những tin tình báo này cũng là vô dụng, bởi vì long đằng giới bên này tập kết nhân thủ cần có thời gian, trong lúc vội vàng căn bản không kịp phát động chiến sự với quy mô lớn. Trên thực tế, các tu sĩ Long Đằng cho đến hôm nay vẫn còn chạy, nhanh thì cũng phải 1 2 ngày mới có thể đến Tuyết Châu, chậm thì phải 3 tới 5 ngày. Đám người Hoàng Lương vội vàng rời đi, bọn hắn muốn nhanh chóng truyền tin tức vừa mới dò la được ra ngoài, để cho các tu sĩ đến nơi đây trợ giúp tăng thêm tốc độ. Chỉ còn lại Lục Diệp và Tiểu Y Tiên còn có những tu sĩ trông coi huyết tộc tiểu uy tiên nhìn về huyết tộc phun ra tình báo khẽ mỉm cười ta nói lời sẽ giữ lấy lời huyết tộc này như chút được gánh nặng thở vào một hơi ngay sau đó trước mắt liền hiện ra một ánh đao sáng như tuyết ánh đao lại lóe mấy huyết tộc còn đang kêu thảm thiết cũng lần lượt tắt tiếng lục diệp thu đao vào vỏ tiểu uy tiên kinh ngạc nhìn hắn làm sao giết sạch? Không phải nói ai lên tiếng trước, ai có thể được chết một cách thống khoái hay sao? Làm như vậy không phải là làm cho nàng nói không giữ lời ư. Đã có tình báo rồi, giữ lại cũng là vô dụng, ồn ào, chói tai. Lục Diệp nhàn nhạt giải thích một câu, trên thực tế tâm thần hắn đang lặng yên, điều tra ấn ký chiến trường. Trong ấn ký chiến trường ghi lại chiến công có đánh dấu 2.9718 điểm Số lượng chiến công trị giá gần 2 linh ký màu vàng Lúc tiến vào bí cảnh Long Đằng Giới trong lòng Lục Diệp tràn đầy chờ mong bởi vì hắn đã từng trải qua bí cảnh Vạn Thú Vực lần trước Hắn biết trong bí cảnh lấy một giới vực làm bối cảnh này rất có thể sẽ đạt được chiến công Lần trước Lục Diệp ở bí cảnh Thiên Nguyên Thành có được một lượng lớn chiến công nhưng còn chưa nóng đã đổi toàn bộ thành tẩy hồn thủy cũng chỉ là mua bán có lời, dù sao chiến công cũng có con đường khác để thu hoạch. nhưng Tỷ Hoàn Thủy chỉ có thể lấy được từ Tiên Nguyên Thành. Chính là nhờ có thu hoạch ở Tiên Nguyên Thành, hắn mới có thể không kiên nể gì mà xông vào trong Bách Trận Tháp, lại có càng nhiều thu hoạch hơn. Nhưng cuối cùng vẫn có chút tiếc nối, bởi vì đối với hắn mà nói, trước mắt việc cấp bách nhất vẫn là cầm chiến công đổi lấy linh ký để tăng lên tu vi. Chỉ có như vậy trên chiến trường Vân Hà mới có thể có đầy đủ sức tự vệ. Vốn cho rằng Long Đằng Giới bên này là một cơ hội, kết quả khiến cho lục diệt thất vọng. Hắn trước sau giết một số người, chớ nói chiến công, ngay cả công huân cũng không tăng lên nửa điểm. Nhưng mà kinh hỷ luôn đến trong lúc vô ý. Quyết tộc cường thế xâm lấn đánh vào trong dược cốc, hắn tỏa trấn tại trung tâm của đại trận, phối hợp với tu sĩ Long Đằng giết địch. Một trận chiến thành danh, đồng thời cũng thu được rất nhiều chiến công. Trong trận chiến ở Dù Cốc, không có bất kỳ một huyết tộc nào trực tiếp chết trên tay của Lục Diệp. Cơ bản đều là dưới sự phối hợp của Lục Diệp do tu sĩ Long Đằng ra tay chém giết. Nhưng dù vậy, trong trận chiến ở Dù Cốc, công lao của hắn cũng không thể bỏ qua. Lục Diệp phỏng đoán đây cũng là nguồn gốc của phần lớn chiến công phương thức thu hoạch chiến công và công huân là không giống nhau. Công huân chỉ có thể thông qua giết địch mà thu được, giết dạng địch nhân gì có thể thu được bao nhiêu công huân. Nhưng ngoài chiến công thì không nhất định phải tự mình giết địch mới được. Ở trong một hồi chiến sự, công hiến bao nhiêu lực lượng, đồng dạng có thể thu hoạch bấy nhiêu chiến công. Thiên cơ tự có tiêu chuẩn bình phán. Trận chiến ở Dược Cốc dù Lục Diệp không tự tay chém giết bất kỳ một huyết tộc nào, nhưng trận chiến đó có thể thắng lợi, công lao của hắn rất lớn, cho nên mới có thể lấy được đại lượng chiến công nơi tay. Nhớ màn mán, sau bí cảnh tiên nguyên thành, chiến công của hắn chỉ còn tầm 836 điểm, mà bây giờ gần 3 vạn điểm, có thể thấy trận chiến ở Dược cốc thu hoạch phong phú ra sao. Đối với Lục Diệp, huyết tộc chẳng khác nào chiến công Bây giờ hắn có thể dễ dàng thu hoạch chiến công, sao lại cần do dự nương tay. Thịt mũi cũng là thịt, huống chi, bốn huyết tộc cũng mang đến cho hắn gần 200 điểm chiến công, giá trị một đạo linh ký màu trắng. Trong lúc tra xét, ân ký chiến trường chợt có tin tức truyền đến, lục dịp vội vàng tìm đọc, ngay sau đó đưa tay bắt lấy cánh tay của tiểu uy tiên, thả người lao nhanh về căn nhà tranh. Bệnh tình của Lưu Ly lại tái phát bên phía thiên hát có dị động, tiết viện của huyết tộc lại tới, một lần nữa ấn lên nhục thân của Diệp Lưu Ly. Rất nhanh đến căn nhà tranh, tiểu y tiên tiến lên trị liệu, rất tốn công sức mới ổn định được trạng thái của Diệp Lưu Ly. Nàng bước ra khỏi căn nhà tranh, lại thấy lục Diệp đang ngắm nhìn thiên hát với chân trời, thần sắc duyên chú, bèn mở miệng hỏi. Người đang suy nghĩ gì? Lục Diệp ung dung nói quần áo rách ra có thể may vá trời bị rách thì phải bù ra sao tuy là hỏi thăm nhưng trong lòng hắn đã có đáp án đủ loại dấu hiệu cho thấy muốn trừ tận gốc tật xấu của dịp lưu ly chỉ có trừ khử thiên hát biến mất một cách hoàn toàn mà sự hình thành của thiên hát có liên quan trực tiếp đến sự hấp thu của huyết giới cho nên muốn bổ thiên chỉ có thể khiến cho huyết giới biết khó mà lui chủ động rời khỏi lông đằng giới kể từ đó không có huyết giới phụ thuộc vào bám hút, thiên vực tự nhiên có thể trầm rãi, tự chữa trị trở về. Muốn đạt thành việc này là phải có một điều kiện tiên quyết. Đánh lui huyết tộc, để cho huyết tộc không dám theo thiên hát, xâm lấn và long đằng giới. Đến giờ phút này, lục dịp đã có thể mơ hồ cảm nhận được, trong chuyến hành trình bí cảnh long đằng lần này, mục tiêu cuối cùng chỉ có một, bổ thiên nếu có thể hoàn thành việc này, tất nhiên có thể thu được chiến công khổng lồ hơn trận chiến ở dù Cốc. Hắn đại khái hiểu được vì sao cử tiến vào biến cảnh này là một truyền tống trận có tổn hao. Lối vào kia rõ ràng chính là một tầng khảo nghiệm. Chỉ có bổ sung toàn bộ truyền tống trận bị tổn hao mới có tư cách tiến vào biến cảnh này, mới có tư cách thực thi đại kế bổ thiên. Trong lòng có một kế hoạch mơ hồ dùng muốn áp dụng kế hoạch này còn cần mượn nhờ rất nhiều lực. Điều khiến cho hắn cảm thấy may mắn là tu hành long đẳng giới đối mặt với kiếp nạn như vậy có thể phản ứng nhanh chóng trên dưới một lòng, điều này không thoát khỏi liên quan đến truyền thừa lâu đời của ba đại tông môn bá chủ. Mấy ngày nay, thái độ của mọi người Hoàng Lương đối với hắn cực kỳ thân thiện, trong lúc vô hình khiến kế hoạch của hắn giảm đi rất nhiều lực cản tin tức huyết tộc huyết giới còn đang lên men giữa các tu sĩ long đằng giới. Ba đại tông môn bá chủ bên kia lại truyền ra tin tức càng phong phú hơn, càng khiến cho người ta sợ hãi. Đến lúc này, người ta mới biết được lý do thiên hát xuất hiện, nguyên nhân tu hành giới ngày càng xa xúc. Trong chốc lát, toàn bộ giới tu hành Long Đằng đều kích động. Trong 800 năm, giới tu hành Long Đằng xuất hiện bao nhiêu hào kiệt nhưng bởi vì thiên địa dị biến bị ngăn trở nặng nề trên con đường tu hành lúc trước không biết nguyên nhân thì cũng thôi đi bây giờ biết được tất cả là bởi vì huyết giới phụ thuộc hút đi ai mà không phẫn nộ được mà mục đích cuối cùng của huyết giới rõ ràng là thôn phệ sạch sẽ toàn bộ nội tình của long đằng giới nếu thật sự là vậy long đằng giới chắc chắn phải chết tổ vỡ thì không có trứng lành các tu sĩ đều là tu sĩ long đằng giới Long đằng giới mà chết, tất nhiên bọn hắn cũng không thể sống sót. Muốn sống, vậy chỉ có thể giết sạch tất cả huyết tộc. Thoáng chốc, các thù sĩ của Long đàn giới biểu hiện ra cừu hận cực kỳ mãnh liệt đối với kẻ thù từ bên ngoài đột nhiên giáng lâm là huyết tộc này, cùng với quyết tâm muốn đuổi tận giết tuyệt. Dưới thiền hát, có một lượng lớn huyết tộc tụ tập khiến cho huyết khí nơi này cao ngút trời. Mẫu từ trong huyết hà đại trận bao trùm phạm vi hơn 10 dặm đã khô cạn, nhưng trong từng khe rảnh vẫn còn vết đỏ sậm. Vị trí vốn là pháp đàn trăm trượng đã bị một tế đàn chiếm diện tích to lớn thay thế. Tế đàn kia có hình ngôi sao sáu cánh, trên đó có các loại đường vân huyền diệu phức tạp, huyển diệt huyển sinh, làm cho toàn bộ tế đàn nhìn giống như vật sống. Quang mang chất tắc kia là tế đàn đang hít thở hiệu suất của huyết tộc chắc chắn là cực cao. Từ khi bọn hắn xâm lược Long Đằng Giới, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã tạo ra một tế đàn cực kỳ phức tạp, tài liệu cần thiết để chế tạo tế đàn cũng đều do huyết tộc mang tới. Hiển nhiên, đây không phải lần đầu bọn hắn làm chuyện này, cho nên cực kỳ thành thạo. Có huyết tộc chuyên môn phụ trách truy kích bản thổ, cũng có huyết tộc phụ trách phòng thủ, còn có huyết tộc phụ trách chế tạo tế đàn khi tế đàn được tạo thành, huyết quang cuộn cuộn ngút trời, xông thẳng vào trong thiên hát. Ngày sau đó, thiên hát giống như chảy máu, huyết hạ đổ ập, lại có lượng lớn huyết tộc dán xuống lòng đằng giới. Hình mặt và trình hận phong đã cục một tay đi theo sau lưng thiên thánh. Nhìn cảnh tượng xa xa này, tâm tình vô cùng phức tạp. Có thể bảo toàn tánh mạng dưới xung đột như lúc trước, chắc chắn là cực kỳ may mắn. Dùng với trạng thái hiện nay, bọn hắn cũng không biết là nên cảm thấy may mắn hay nên tức giận bọn hắn đã bị huyết tộc gieo một loại bí thuật vô cùng lạ kỳ theo cách nói của huyết kiêu đó là pháp ấn huyết nô người bị gieo ấn này chính là huyết nô của huyết tộc nô đối với cường giả đã đứng đầu một giới như bọn hắn thì chắc chắn là một sự sỉ nhục nhưng bọn hắn lại giận mà không dám nói không nói đến việc huyết tộc đã thể hiện ra nội tình khủng bố tới mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Chỉ cần loại pháp ấn hạ xuống kia cũng đủ dễ dàng không chế sinh tử của bọn hắn. Bọn hắn có thể cảm giác có pháp ấn bất kỳ một huyết tộc nào dù thực lực kém xa bọn hắn đều có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Bọn hắn như vậy, thiền thánh cũng là thế. Tu sĩ thiên hát giáo may mắn còn sống sót cũng vậy bây giờ bọn hắn đã hoàn toàn trở thành nô lệ của huyết tộc thiền thánh đây là con đường mà ngươi tìm được ư hình mặt nhẹ nhàng nói trong lòng chua xót trả giá lớn như vậy cho dù thật sự tìm được đường ra lại có ý nghĩa gì đâu thiền thánh im lặng không nói nhưng dù là hình mặt hay trình hận phong đều có thể cảm nhận được nội tâm của hắn không bình tĩnh có huyết tộc đi ngang qua ba người vội vàng không mình hành lễ biểu hiện cực kỳ khiêm tốn đã từng ăn thiệt thòi đối mặt với những huyết tộc này bọn hắn nên biết bày ra tư thái ra sao giáo chủ cứu ta có tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra hình mặt quay đầu nhìn chỉ thấy một nữ nhân da trắng xinh đẹp bị một huyết tộc xách trên tay hoảng sợ kêu la đó là tam thập nhất trưởng lão ở trong giáo là nữ cường giả hiếm có của thiên hát giáo. Ngày thường tính cách cũng cực kỳ kiên cường, nhưng giờ phút này lại có vẻ bất lực. Thiền thánh vẫn không người, giống như không nghe. Hình mặt và trình hận phong chỉ cắn răng, suýt nữa là vỡ nát. Lửa giận trong lòng cuồn cuộn, nhưng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Huyết tộc kia cười gằn cắn một phát lên cần cổ thon dài của tam thập nhất trưởng lão. Tiếng vang đùng đùng vang lên. Tiếng kêu thảm của tam thập nhất trưởng lão dần dần yếu tới mức không thể nghe thấy. Lát sau hoàn toàn biến mất. Sau khi huyết tộc kia cảm thấy mỹ mãn rời đi, tam thập nhất trưởng lão vốn xinh đẹp như hoa, đã thành một bộ thi thể bị tùy ý vứt trên đất. Rất nhiều tu sĩ thiên hát giáo còn sống sót sau đại trận chiến khi trước, nhưng không còn sống sót dưới sự tàn sát bừa bãi của huyết tộc. Trong mấy ngày nay, số tu sĩ thiên hát giáo chết thảm trên tay huyết tộc nhiều không đếm xuể. Đối với huyết tộc mà nói, những huyết nô này giống như gia súc nuôi dưỡng mặc cho đoạt xá, không có huyết tộc nào quan tâm đến cái nhìn của bọn họ. Càng khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi, chính là những huyết tộc này lại hút máu người. Thiên hát giáo tốt xấu lẫn lộn, hạ người gian tà nhiều vô kể, hình mặt và trình hận phong cũng là người có kiến thức rộng rãi nhưng mà sự tàn ác của tu sĩ thiên hát giáo cũng là có cực hạn hút máu người bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ mà tình huống trước mắt cho thấy dường như mỗi huyết tộc đều có sở thích như vậy hoặc là đó chính là năng lực của bọn hắn bọn hắn có thể thông qua hút máu người để khôi phục bản thân mấy ngày nay hình mặt và trình hận phong đã cảm nhận được ánh mắt tham lam của huyết tộc đảo quanh người bọn hắn rất nhiều lần. Cũng may, bọn hắn vẫn đi theo sau lưng thiên thánh, mà thiên thánh thì do huyết kiêu tự mình gieo xuống pháp ấn huyết nô, cho nên huyết tộc bình thường tạm thời không dám đối đãi bọn hắn như vậy. Nhưng mà ai có thể đảm bảo bọn hắn sẽ vẫn an toàn. Hình mặt bỗng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Chỉ thấy chân trời có hình dáng của từng chiếc lâu thuyền đập vào mắt. Trên lâu thuyền và bên cạnh đều có bóng dáng tu sĩ đang di chuyển ngang dọc. Cuối cùng cũng tới. Trình Hận Phong thở vào một hơi. Huyết tộc xâm lớn như vậy, giới thu hành của Long Đằng Giới không thể nào thờ ơ. Lúc trước bên Long Đằng Giới bị đánh cho trở tay không kịp, tử thương thảm trọng. Sau đó bị huyết tộc đuổi giết mà phải chạy trốn. Sau đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mà gần như toàn quân huyết tộc bị diệt, chỉ có mấy trăm người chạy thoát trở về. Bây giờ đã qua mấy ngày, chắc là giới tu hành của Long Đằng Giới đã nắm giữ không ít tình báo, đối mặt tai kiếp diệt thế như vậy khẳng định sẽ có hành động. Nhìn số lượng linh chu nhiều không đếm xuể, quy mô còn lớn hơn ngày giới tu hành Long Đằng vây quét thiên hát giáo. Dù nói thế nào, thì lần trước chỉ là nội loạn, hôm nay là khu trừ ngoại địch xâm lấn, Long Đằng sẽ toàn lực ứng phó. Mau chóng, Mau chóng hủy diệt đi. Trong lòng của Trình Hận Phong hung hăng suy nghĩ, một loại cảm giác giải thoát được sinh ra. Giới tu hành Long Đằng tạo ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên huyết tộc cũng thấy. Nhưng bọn hắn không những không sợ, ngược lại còn chiến ý bừng bừng. Bọn hắn đến từ huyết giới, sao có thể để một đám tu sĩ nhân tộc tu vi cao nhất chỉ là Vân Hà vào trong mắt chứ? huyết tộc đã hủy diệt một giới vực như long đằng giới không chỉ một hai cái trong lịch sử tồn tại lâu đời của huyết giới không biết bao nhiêu giới vực như long đằng bị huyết giới hút thành một cái xác không hồn bị huyết tộc đồ sát thành vùng đất trơ trọi trước đó bọn hắn không có động tác cũng không phải e ngại tu sĩ long đằng chỉ là bởi vì không thể nào phân thân bây giờ tu sĩ long đằng chủ động đưa tới cửa chẳng phải là hợp tâm ý của bọn hắn hay sao là một chủng tộc lấy xâm lược cướp đoạt làm căn cơ, huyết tộc hiếu chiến và hung ác. Đó là điều mà các tu sĩ Long Đằng tuyệt đối không thể nào so sánh. Không cần huyết kiêu hạ lệnh, rất nhiều huyết tộc đã bắt đầu hành động. Dù trong lòng chi ý sôi trào, huyết tộc cũng không chủ động xuất kích, mà bày ra tư thế phòng ngự, bày ra phòng tuyến dày đặc mà kiên cố. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của bọn hắn không phải là xuất kích giết địch, mà là bảo vệ tốt tế đàn dẫn dắt. Tế đàn đã thành liên hệ giữa huyết giới và long đằng giới sẽ ngày càng chặt chẽ. Theo thời gian trôi qua, sẽ có càng nhiều huyết tộc phụ xuống thế giới này. Nếu bọn họ có thể tạo ra càng nhiều tế đàn hơn, thì trong phạm vi quá trình này, số lượng tế đàn càng nhiều, thời gian để huyết giới thôn vệ long đằng giới sẽ càng ít hơn. Muốn làm cái gì, thì làm cái đó đừng làm chướng mắt ta mấy ngày nay thiên thánh vẫn im lặng không lên tiếng giống như bị cầm bỗng mở miệng nói hình mặt và trình hận phong đều giật mình đồng loạt hành lễ đa tạ giáo chủ mấy ngày nay bọn hắn đã chứng kiến tất cả bọn hắn cũng đã biết sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ trở thành huyết thực của một huyết tộc nào thiên thánh có tầng quan hệ với huyết kiêu che chở huyết tộc có thể xem thường hắn nhưng không có huyết tộc nào dám tùy ý coi hắn là huyết thực nhưng hai người này thì không có vận may như vậy cho nên muốn sống sót phải nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi đây các tu sĩ long đằng tấn công với quy mô lớn đã chắc chắn là một cơ hội mà một câu nói này của thiên thánh đã cho thấy hắn nhìn ra được tâm ý của hai người sau khi nói lời cảm tạ hai người xoay người muốn rời đi nhưng mà đúng vào lúc này thiền thánh bỗng đưa tay ra. Linh lực toàn thân phun trào xuất bột chưởng về sau lưng hai người. Hai bóng người bay lên cao như con diều đứt dây, miệng phúng máu. Hình mặt phun ra mảnh vỡ nội tạng, kinh hải quay đầu nhìn. Chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của thiên thánh vô cùng bi phẫn mà kêu. Thiên thánh! Ngươi dù có chết cũng không yên lành. Trình hận phong không nguyện rũ, chỉ ngang nhiên xuất kiếm. Kiếm quang lạnh thấu xương, bao trùm mấy huyết tộc gần đó, một kim cuối cùng trong sinh mệnh này trình hận phong dốc hết toàn lực dường như không gian cũng bị cắt mấy huyết tộc không kịp chuẩn bị trực tiếp hóa thành từng khối thi thể vụn vặt chỗ cắt chỉnh tề bong loáng nhưng chỉ vậy thôi sau một khắc bóng dáng của hình mặt và trình hận phong bỗng cứng đờ da thịt cả người trở nên đỏ bừng giống như huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào có huyết tộc đã kích phát pháp ấn huyết nô trong cơ thể của bọn hắn huyết tộc gần đó cùng nhau tiến lên, bao vây bọn hắn. Cách một đám người trùng trùng điệp điệp, cuối cùng Trình Hận Phong thấy được huyết quang hiện lên trong mắt thiên thánh. Giờ mới hiểu được, thiên thánh đã sớm bị bí thuật của huyết tộc ăn mòn tâm thần, trung thành và tận tâm với huyết tộc. Không giống với những người bị gian huyết nô pháp ấn như bọn hắn, ngoài mặt trung thành, nương tâm thì không. Cùng lúc này huyết tộc đều có hành động Bởi tất cả tu sĩ thiên hát giáo may mắn còn sống sót gần đó. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, vẹn vẹn chỉ sau mấy hơi thở tất cả đều lắng xuống. Huyết tộc tản đi, trên các vị trí có thêm vô số thi thể khô héo, giống như đã trải qua một trận huyết tế, chiến ý của huyết tộc ngày càng tăng vọt. Tuyết châu ở cực bắc long đằng, đất trời lạnh giá, chẳng những người ở thừa thớt hoàn cảnh cũng ác liệt hơn những nơi khác của long đằng giới bầu trời tuyết dâu gần như quanh năm đều có mây đen nồng đậm bao trùm rất ít khi thấy được mặt trời nhưng vào một ngày khi đội linh chu cực lớn không ngừng lao về phía trước thì mây đen tích tụ nhiều năm cũng bắt đầu tiêu tán đội linh chu đi tới đâu thì ánh mặt trời chiếu xuống tới đó trong u minh gần như tất cả tu sĩ long đằng đều có một loại cảm giác được thiên mệnh gia thân trên một chiếc lâu thuyền khổng lồ cầm đầu, mấy bóng người đứng sừng sững là đám người hoàng lương, viên trường tồn và quản tịnh. Nhìn về thiên hát, ba người đều lộ ra ngưng trọng. Một trận đại chiến trước đó đã khiến cho bọn hắn thấy được sự cường đại và biên hóa lạ kỳ của huyết tộc. Lần này giới tu hành Long Đằng gần như có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Nếu không thể chiến thắng thì Long Đằng sẽ không còn tương lai không phải bọn hắn không muốn biết nhiều tin tức về huyết tộc, mà là không có thời gian để hiểu những chuyện này. Thông qua tin tức có thể thấy, Long Đằng Giới muốn loại bỏ ngoại địch, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, không kéo dài được, thời gian càng dài thì Long Đằng càng bất lợi. Cho nên, dù trận chiến này tới cực kỳ vội vàng, Long Đằng cũng chỉ có thể kiên trì. Ba người đang quan sát tình huống của thiên hát cũng không ngừng trao đổi ý kiến của mình tu sĩ bên cạnh ba đại tông chủ sẽ truyền mệnh lệnh của ba người. Lục Diệp đứng cách ba người không xa. Hơn nửa ngày trước, tu sĩ Long Đằng trong dược cốc xuất phát dưới sự dẫn dắt của đám người Hoàng Lương, cùng liên quân các nơi đến đây trợ giúp tụ hợp một chỗ tiến đến thiên hát. Đương nhiên, Lục Diệp cũng đi theo. Không nói tới việc, hắn đã nhìn rõ mục tiêu cuối cùng của chuyến đi bí cảnh Long Đằng giới lần này khiến hắn không thể chỉ lo thân mình mà ở lại dù cốc. Dù sao thì giết huyết tộc cũng sẽ có được chiến công, nên hắn cũng không thể nhàn rỗi. Tu vi hiện giờ của hắn mới chỉ là Vân Hà tầng 6, muốn thăng cấp lên tầng 7. Chỉ dựa vào số điểm chiến công chưa tới 3 vạn như hiện nay là chưa đủ, hắn vẫn cần càng nhiều hơn. Chiến sự có thể quyết định sự tồn vong của một giới như vậy. Nếu vận hành tốt thì chắc chắn chiến công sẽ không quá ít. Có lẽ sau lần này, hắn có đủ vốn liếng để xung kích tầng 7, thậm chí là tầng 8. Đám người hoàng lương đã thương nghị thỏa đáng, lại nhìn về phía trước. Chỉ thấy bên thiên hát huyết quang ngút trời, dù cách mấy chục dặm cũng có thể cảm nhận chi ý nồng đậm của huyết tộc. Ngoài trừ những tu sĩ trốn vào dược cốc trước đó, những tu sĩ khác đều chưa từng tiếp xúc với chủng tộc huyết tộc này. Nhưng mấy ngày gần đây, tất cả mọi người đều nghe qua tin tức liên quan tới huyết tộc, biết bí thuật của huyết tộc quỷ quyệt, cho nên rất nhiều người đều lộ ra khẩn trương. Trên tường chiếc Linh Chu, các sư trưởng an ủi môn hạ đệ tử, kích phát chiên ý của bọn hắn, âm thanh giọng dạc liên tiếp vang. Tiểu hữu, đại chiến bắt đầu sẽ hỗn loạn vô cùng, người nhất định phải cẩn thận a Hoàng Lương quay đầu dặn dò lục dịp trong lòng hắn đã nhận định Lục Diệp là người cứu thế. Đương nhiên, Hoàng Lương quan tâm đến sự an nguy của Lục Diệp hơn bất cứ kẻ nào. Vốn dĩ, Hoàng Lương cũng không muốn đưa Lục Diệp đến loại hiểm địa này. Nhưng ngẫm lại, nếu như Lục Diệp thật sự là người cứu thế, dù hắn ở nơi nào thì chắc chắn cũng sẽ bị cuốn vào trong trận phong ba này. Thay vì để Lục Diệp ở dù cốc, không bằng đặt dưới mi mắt của mình. Kể từ đó, nếu thật sự có nguy hiểm, thì mình cũng có thể chiêu cố một chút. Vạn bối đã nhớ kỹ. Lục dịp gật đầu, hơi trầm mặt một lúc, Hoàng Lương lại nhẹ giọng dặn dò. Đừng có tùy tiện dùng long tọa, người biết chưa? Nếu như lục dịp thật sự là người cứu thế, vậy thì tất nhiên long tọa chính là thủ đoạn cứu thế, là thủ đoạn mà long đàn giới đối phó với đại kiếp nạn nhưng vận dụng loại thần vật như long tọa lại gây ra nguy hại quá lớn. Kết cục của Trang Bất phàm Hoàng Lương đã hiểu. Bây giờ lục dịp chỉ là vân hà tầng 6, một khi vận dụng long tọa e rằng sẽ chết ngay lập tức. Lục dịp gật đầu, trong đầu không khỏi hồi tưởng từng cảnh tượng khi trước. Trước khi Trang Bất phàm chết đã giao long tọa cho hắn, mấy ngày nay hắn cũng không nhàn rỗi mà vẫn luôn nghiên cứu thần vật này. Hắn có một loại cảm giác mơ hồ rằng, Long tọa có một chút thân cận tự nhiên đối với mình. Hắn không biết thời điểm Trăng Bất Phàm có Long tọa có cảm giác này hay không, hiện giờ cũng không có người để hỏi, nhưng nghĩ lại thì cũng có thể là không có. Tiểu Y Tiên đã nói qua, Trăng Bất Phàm không được Long tọa tán thành, cho nên không có biện pháp khống chế nó, nếu cưỡng ép dùng thì sẽ có tổn hại cực lớn đối với bản thân dù nếu như có thể được long tọa tán thành thì sao có phải có thể khống chế nó hay không lục dịp không dám thử lỡ như mọi chuyện không phải như hắn nghĩ tùy tiện thử sẽ chỉ làm tình hình của mình trở nên tồi tệ hơn sợ dĩ trang bất phàm rơi vào tình trạng sắp cạn kiệt sức lực là vì sau khi lấy được long tọa hắn đã kích phát uy năng của nó muốn xem thử rốt cuộc đó là gì mà lần đó hắn không dùng nó trong chiến đấu trong mấy ngày nay, nếu lục diệp rảnh rỗi hắn đều sẽ thử luyện hóa long tọa tiến triển cực kỳ thuận lợi thần vật này không có chút nào bài xích đối với linh lực của hắn ngược lại còn có một loại cảm giác không thể chờ đợi mà muốn được tiếp nhận luôn nó tới hôm nay lục diệp đã luyện hóa hoàn toàn long tọa tùy thời có thể kích phát uy năng của nó điều này chắc chắn là một tin tốt đối với hắn dù cho thế cục ác liệt ra sao thì cuối cùng hắn còn có một đoàn sát thủ có thể lợi dụng. Đội Linh Chu tiếp tục tiến lên, thoang cái đã vượt qua mấy chục dặm. Không có động viên trước trận chiến, những điều nên nói thì trước khi xuất phát cũng đã nói. Đối mặt với cường địch như huyết tộc, việc tu sĩ Long Đằng cần làm chỉ có một. Giết. Giết sạch tất cả huyết tộc, vậy thì nguy cơ của Long Đằng có thể giải trừ. Khoảng cách ngày càng gần, rất nhiều tu sĩ long đằng đều âm thầm thúc giục linh lực, vận sức chờ phát công. Năm ngàn trượng, ba ngàn trượng, một ngàn trượng. Gương mặt độc hữu của huyết tộc đã in rõ ràng vào mắt của tu sĩ long đằng. Lâu thuyền chỗ lục dịp, chợt chấn động mạnh. Một âm thanh vù vù điếc tai nổ ra, kèm theo đó là một cột sáng thô to như thùng nước, như lôi đình vô tẩu đánh tới phía trước. Trận pháp trên Linh Chu đã phát huy uy năng trong cửu châu có phi long thuyền lợi khí công thành nhổ trại như vậy đương nhiên long đằng cũng có nhưng bởi vì hạng mức cao nhất của tu sĩ long đằng không cao cho nên uy năng của loại linh chu này nhỏ hơn phi long thuyền nhiều hơn nữa chế tạo cực kỳ khó khăn toàn bộ long đằng giới cũng chỉ có tổng cộng 10 chiếc chiến hạm như vậy đều nằm trong tay ba đại tôn môn bá chủ đại chiến mấy ngày trước đã tổn thất một chiếc bây giờ chỉ còn 9 chiếc Hiện giờ trên chiếc chiến hạm này đều bị đẩy ra, xếp thành một hàng. Trong tiếng vụ vụ đầu tiên vang, tám âm thanh khác cũng gần như đồng thời vang. Cuộc sáng lao nhanh đi không phải là một đạo, mà là chính đạo. Vùng đất ngàn trượng đã biến mất chỉ trong chớp mắt. Chính đạo công kích mạnh mẽ vô cùng, công kích mà tu sĩ Vân Hà Cảnh không thể nào ngăn, đánh thẳng về tế đàn. Tuy rằng việc giết huyết tộc quan trọng nhưng mà phá hủy tế đàn dẫn dắt còn quan trọng hơn. Chỉ cần có thể hủy tế đàn dẫn dắt này, như vậy có thể kéo dài thời gian huyết giới buông xuống, đồng thời có thể khiến huyết tộc trước mắt tứ cố vô thần. Nếu có thể làm được việc này, thì Long Đằng có thể đứng ở thế bất bại trong trận chiến này. Đây cũng là kế hoạch mà đám người Hoàng Lương đã bàn bạc từ trước. Từng ánh mắt hội tụ, trong lòng mỗi người đều lo lắng chính cột sáng mang theo phá hủy nghiền nát dễ dàng tạo ra chín giải chân không trong hư không, dọc đường để lại dấu vết rõ ràng. Có huyết tộc bày ra trận thế ở phía trước, không cẩn thận bị cột sáng tác động đến, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp hóa thành huyết vụ rồi biến mất. Vì thế khủng bố như vậy, mặc kệ tế đàn kia được kiến tạo bằng tài nguyên gì, một khi bị đánh trúng tất nhiên không còn sót chút gì. Ngay lúc chính cột sáng sắp rơi xuống tế đàn, một màn sáng màu máu bỗng trống rỗng xuất hiện, bao phủ lấy toàn bộ tế đàn. Tiếng nổ rầm rầm truyền ra, từng cột sáng va chạm vào màn sáng màu máu đã tạo nên gợn sóng, giống như những vòng tròn đồng tâm không ngừng khuếch tán ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, bọn người Hoàng Lương cũng cắn chặt hàm răng. Mặc dù bọn hắn sớm đã có dự đoán, nhưng khi tận mắt chứng kiến huyết tộc bày ra pháp trận phòng hộ ngay bên cạnh tế đàn, thì vẫn không cam lòng. Buồn cười! Trong trận doanh của huyết tộc, huyết kiêu thản nhiên nhìn một màn vừa rồi, vẻ mặt không hề bận tâm. Huyết tộc xâm lược không biết bao nhiêu giới vực, việc ứng đối biếu tình cảnh trước mặt đã sớm thuộc nằm lòng, cho nên bất kể long đằng giới có phản ứng ra sao, đều nằm trong dự liệu của huyết kiêu tế đàn dẫn dắt quan trọng như vậy, sao có thể không có trận pháp phòng hộ? Hơn nữa trận pháp mà huyết tộc bày ra cũng không phải là thứ mà bên đông đằng giới có thể phá giải. Nói cách khác, người đứng ở thế bất bại trong trận chiến này không phải long đằng mà là huyết tộc. Tiếp tục, Hoàng Lương quá khẽ, lại là một vòng tấn công, lại có chín cột sáng to như vải nước, nhiều lôi long đánh về phi tế đàn nhưng ngoại trừ có thể tạo ra gợn sóng trên màn sáng màu máu thì không có bất kỳ tác dụng nào. Quy năng của pháp trận phòng hộ này đã vượt qua cực hạn mà tu sĩ Long Đằng có thể đối phó. Tiếp! Hoàng Lương lại quát. Hắn cũng không tin pháp trận phòng hộ này có thể tiếp tục duy trì. Khi cuộc sáng tan đi, linh lực lắng lại, tình cảnh trước mặt làm cho người ta tuyệt vọng. Hoàng Lương tức giận tới mức bộ râu rung rung không đợi hắn hạ lệnh, viên thường tồn đã ngăn. Không có biện pháp tiếp tục. Trong thời gian ngắn liên tục cường công 3 lần, pháp trận trên Linh Chu đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Nếu lại tiếp tục một lần nữa, mặc kệ pháp trận phòng hộ bên kia có thể kháng trụ hay không, thì Linh Chu bên này nhất định không kháng cự nổi. Quảng tịnh đại sư ở một bên khẽ thở dài, nếu sớm biết như vậy, chi bằng đánh thẳng vào trận doanh của huyết tộc như vậy ít nhất cũng khiến cho huyết tộc tổn thương chút ít nhưng nói đi cũng phải nói lại công kích như vậy cần thời gian xúc thế dài hơn nữa không đủ linh hoạt cho nên bình thường đều dùng để phá trại công thành nếu dùng để đối phó với một tu sĩ đơn lẻ e rằng còn chưa tụ thế được thì tu sĩ đã phát hiện ra nguy hiểm và sớm bỏ trốn cho nên dù thật sự làm vậy thì cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với huyết tộc Linh Chu đã không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể xông trận chém giết mà thôi. Trận chiến này không biết lại có bao nhiêu tu sĩ Long Đằng phải bỏ mạng tại đây. Mang tâm tình vô cùng bi ai, Hoàng Lương giơ một tay lên. Ở dưới vạn chúng chú mục, bàn tay to bỗng nhiên vùng xuống. Giết! Ngày sau đó, tu sĩ ba đại tông môn bá chủ dẫn đầu bay lên, ngàn nhiên đánh tới phòng tuyến của huyết tộc bên kia. Tu sĩ các thế lực lớn nhỏ của Long Đằng, theo sát sau lưng tu sĩ ba đại tông môn bán chủ nhao nhao lướt lên, đại chiến bắt đầu. Kết thúc tập 179 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh, cảm ơn các bạn đã theo dõi.